Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp nha. Cuối năm rồi, Thanh lấy một con xe cúp lùng nguyên zin cho anh em nha. Con xe này là phiên bản kỷ niệm 1958-2008, đời 2008 nha các bạn. Xe giấy tờ đầy đủ. Thanh lấy cho anh em là 35 triệu nha các bạn. Đây, có giấy tờ đầy đủ nha. Xe nguyên zin 100%, đặc biệt phun xăng điện tử rất là lợi xăng. Dòng này anh em mua cho vợ đi chợ hay là mua cho các bé đi học là tuyệt vời ở mặt trời. Nó thấp, phun xăng điện tử nữa. Đấy, có rất là nhiều thứ mà anh em có thể mua tặng cho bé đi học nha. Anh em mua một con xe cúp bình thường mười mấy triệu, về anh em dọn lại, nó không ngon gì hết. Đó, còn anh em mua một con xe riêng về cho bé đi học, chạy là vô tư, chạy coi như là vài chục năm mà khỏi suy nghĩ máy móc gì luôn bạn. Xe riêng mà, nguyên riêng. Em sẽ quay cho anh em coi nha. Rồi. Nguyên rinh hết từ đầu tới đít nha các bạn. Máy móc và linh kiện trên xe rinh hết nha các bạn. Đấy. Bản kỷ niệm 50 năm này, 1958-2008 nha. Đấy. Biển số 76 là quê hương của mình các bạn. Đấy. Biển số 76 nha. Giấy tờ đầy đủ nha nè. Đấy, mình nộp. Đấy, rất là nhẹ nổ nha các bạn. Đạp nhẹ một cái là nổ nha nè. Đấy, để mình thử cái độ nhạy của nó nha. Quay tay nè. Quay tay nổ thôi, không cần đạp nha các bạn. Không cần đề luôn nha. Xe này không cần đề đâu. Chỉ cần có rớt xuống là có nổ các bạn. Đấy, phun xăng điện tử rất là lợi xăng nha. Phun xăng điện tử thì anh em sẽ đi nó sẽ từ khoảng là 80 km một lít xăng nha các bạn, gọi là lợi xăng nhất luôn nha anh em. Đây, mình quay sơ cho anh em coi nha. Bao tay zin, cầm zin nè, sơn zin nè, đồng hồ 12.000 km nha các bạn. Đấy, rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp nha anh em. Nào chơi xe là anh em biết rồi, nguyên zin hết những cái đồ đạc này. Đấy, những linh kiện đèn pha xi nhan đồ zin hết nha anh em. Mặt nạ nè, ba ga nè, đó, vè nè, zin hết nha các bạn. Sơn zin luôn nha. Đùm trước nè, zin câm, zin niền, zin nha anh em. Niền đát 208 luôn nha anh em. Đó, đầu bò nè, zin hết, zin từng con ốc nha anh em. Đấy, đặc biệt cặp cốp trắng, cốp zin luôn nha. Đấy, bản kỷ niệm 1958-2008. Đấy, áo xăng, xăng quá là đẹp nha. Ba ga sao zin nha các bạn. Đó. Ồ, màu trắng zin nha. Đấy, bồ hơi. Bồ zin luôn nha anh em. JKB nha. Cầm zin, niền zin, ốc zin, tất cả zin 100%. Tay xi nhan zin, cái tay này ha. Ở ngoài thị trường không có bán nha các bạn. Siêu hiếm luôn. Đấy. Sơn zin mà rất là đẹp. À, mà niền nè, niền rất là đẹp nha. Không xét này, coi cái đát niền. Ở tháng 8 hay là 8 này các bạn. Đó. Xích. Chìa. Rất là đẹp nha anh em. Giá chỉ có 35 triệu thôi. Tết rồi, thanh lý anh em ơi. Thanh lý nghỉ Tết nha. Giờ năm nay thiệt là dịch là tất cả mọi người. Xe này hồi xưa thì anh em sẽ mua không có giá đó nha các bạn. Đó, đầu bò này, em nhìn đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Nguyên zin hết nha anh em, máy móc nguyên zin nha. 49 hoa khối không cần bằng lái nha các bạn. Đấy. Xe này đấy, rất là đẹp nha các bạn. Đó, giá là thanh lý lỗ luôn nha anh em, thanh lý lỗ luôn nha. Giờ tất cả mọi người đều khó khăn hết các bạn, tất cả mọi người đều khó khăn. Ai cũng vậy. Giờ thanh lý lỗ luôn. Con này để gần cả năm trời rồi. Bây giờ gần tới Tết rồi. Đây, xe có sẵn ở Sài Gòn nha. Anh em nào có nhu cầu thì qua trực tiếp bên nhà mình để coi xe nha các bạn. Anh em nào ở tỉnh thì chuyển cọc, sau đó mình sẽ nhờ bưu điện giao tặng nhà cho anh em nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cúp nha. Thì bây giờ từ đây cho tới cuối năm mình cũng thanh lý phụ tùng rất là nhiều nha các bạn. Bán rất là ế ẩm cho nên mình thanh lý hết luôn. Có cái gì bán cái đó, giá nào cũng bán nha anh em.
Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới nha.